Vâng, chào các bác, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, em lên video hôm nay có một ít máy. Cụ thể là em có 25 con máy. Gồm có máy ngang mini dùng cho các bác câu tôm này. Máy lua, máy dùng câu lăng xê ấy, mấy con máy dùng cho các bác câu biển. Lời đầu tiên thì em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác, chúc các bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn an khang. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285 để kết nối Zalo, Viber hoặc là Telegram với em qua số điện thoại 0969113285. Giá em báo đây là chưa có phí ship. Phí ship mỗi đơn hàng đối với máy này là 30.000 trên một đơn, em ship code toàn quốc. Cũng rất mong các bác bấm một cái nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Nói chung là hàng hôm nay nó cũng đa số là là máy đẹp. Các bác xem cái nào nó ưng và cái nào nó phù hợp với mình, các bác cũng rất mong các bác ủng hộ em. Sau đây em sẽ lên lên lần lượt từng mã. Đầu tiên là mã 1 nhé. Mã 1 đều có con máy ngang mini này. Máy mini con này quay tay trái thôi. Quay tay trái, thực ra cái loại này nó dùng được cả cho tay trái và tay phải đấy. Đấy. Nhưng mà nó bác nào mà cần đổi sang tay phải thì bảo em đổi luôn cho. Hoạt động ok quá. Ngoại hình nó cũng có xước răm răm chút xíu đấy. Xước răm răm chút xíu đấy. Mọi chức năng thì nó vẫn ok đấy. Đấy. Đấy, hai chiều thôi. Này một chiều. Này hiện tại đang quay tay trái thôi. Các bác muốn dùng sang tay phải thì bảo em đổi luôn nhé. Máy hoạt động ok. Con này là con gì? Coronet ST7. RL hàng của Daiwa, hàng Daiwa. Đây con này mã M1 nặng 88 gram, con này có giá 150.000 với 180.000. Con này 180.000. Tiếp theo đến M2. M2 ở đây có con Daiwa Coronet ST10RL này. Con này thì đẹp quá, con này đẹp tuyệt vời luôn. Này xiết bùn này. Đấy. Con này là xiết bùn này, xả bùn này. Đấy, con này thì cũng dùng cho hai chiều một dùng cho tay trái tay phải đều được nhé. Đấy, bác nào cần đổi sang tay phải thì bảo em đổi luôn sang tay phải nhé. Đấy. Hiện tại nó đang là máy tay trái thôi, đang là tay trái. Đấy, chế độ hai chiều này. Đấy, hoạt động cực kỳ là êm mượt luôn này. Đấy, rất bòn luôn. Đấy, con này cực mượt luôn. Máy thì siêu đẹp luôn này. Không thì có vết xước nào ấy. Máy mini đấy, made in Japan này. Máy tròn thôi, máy tròn con này dùng cho các bác câu tôm, câu mực, câu Ikada này. Con này mã M2 nặng 105 gram. Con M2 này có giá 300.000 nữa, 300.000. Đấy. Tay trái. Đấy. Các bác thích dùng tay phải thì em đổi sang tay phải luôn đấy. Nói chung là người Việt Nam mình thì cũng ít người dùng tay phải. Đa số là tay trái. Mã M2 300.000. Tiếp theo M3 này. M3 có con máy máy đứng mini, con này đổi tay trái phải ok này. Đấy, hàng của Ryobi. Carbon Master mini, con này size khoảng 1000. Size khoảng 1000, cước 1.5 vào được 130 m thì cước 1 chắc vào được khoảng tầm 160 m thì size 1000, radio 4.1 này. Con này đẹp không có chảy xước gì ấy, không tí vết luôn. Đẹp long lanh
Đấy, hoạt động cực kỳ là êm mượt luôn này. Đấy. Tay quay núm gỗ ấy, tay quay núm gỗ tròn. Đấy. Đẹp không vết xước. Đấy, gạt cước ok với. Máy thì cực đẹp luôn, không có vết xước nào nhé. Đẹp keng luôn. Con này mã M3, nó nặng 160g. M3 này có giá 260.000. M3 này 260.000. Lăn đá xích luôn. Lăn đá xích, lăn cước đá xích 260.000. Tiếp theo mã M4. M4 đây cũng có con đai, đai qua du nút. À, đai qua du nút 1.500 nhé. Con này hàng của Made in China. Đai qua Made in China nhé. Có ABS coi nhé. Đấy, có ABS luôn. À không, con này không không có ABS. Đúng, con này thì không có ABS coi. Con này không có ABS. Sai khoảng 1.500, sai khoảng 2.000 nhé. Con này nó đây, những cái này nó bám bẩn nữa, nó bám bẩn này. Đấy. Nó cũng có xước răm. Đấy. Nó cũng có xước răm trên này, nó bám bẩn này. Đấy. Bám bẩn nó cọ đi. Đấy. Lưỡi gà kêu ok, hoạt động thì êm mượt. Đấy. Nó còn tương đối đẹp, không đến nỗi xấu thôi. Đấy. Có xước răm chút ở đây, cái đuôi máy thì còn đẹp này. Đấy. Tay quay này bám bẩn. Cái này là bám bẩn, em nó lau rồi nhưng mà kiểu này nó két vào cái này thì rửa. Cối kim loại. Đấy, hoạt động thì ok êm mượt. Dù nút 1.500, con này size khoảng 2.000 nữa, size thực khoảng 2.000. Này mã M4. Nó nặng 226g, M4 này có giá 260.000. Này ratio 5.2 ấy, ratio 5.2, các bác lua cũng ok ấy, cầu hoặc là cầu chơi hoặc là lua cũng được. 260.000. Tiếp theo mã M5. M5 đây cũng có con đai qua này. Này đai qua gì đây? Đai qua Genshi AH2500. Con này size thực của nó 3.000 thôi nhá. Cước 3 vào được 150m này, cước 2 vào 200m. Này, bạc đạn. ABS này. Đấy, con này có ABS nhá, China tem vàng thôi. Đấy, con này China tem vàng. Đấy, có ABS luôn. Đấy, hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn này. Đấy. Size 3.000 thì các bác lua ok. Ngoại hình còn tương đối đẹp ấy. Cái này nó hơi ố. Đấy, nó hơi ố ấy. Cái này thì cọ qua đi chút, lấy giấy giáp độ mịn khoảng tầm 800 đến 1000, cọ qua thì cái là nó hết cái chỗ này. Đấy. Cái này nó cũng ố này, ám ố này. Cái này lau thì cọ nó cũng hết. Ấy. Chỗ này chảy quá, chỗ này chảy sơn này. Chảy sơn. Xài thực 3.000, có ABS luôn. Con này ratio chắc 4.8. Tay quay củ trỏ. Ngoại hình còn tương đối quá. Ngoại hình còn tương đối. Có chảy chỗ này một vết chảy nhiều này. Hoạt động êm mượt, không tiếng động luôn. Made in China. Con này mã M5, nó nặng 235g. M5 này có giá 320.000. 320.000, cối kim loại. Đai qua China tem vàng. Tiếp theo đến mã M6.
M6 đây có con Daiwa Rigo X, à, Rigo Z. Daiwa Rigo Z 2500 IA này. Con này size thực của nó cũng 3000 thôi, nhưng mà size vào dây ấy. Cước 2 vào 200m này, cước 3 vào 150m. Đấy, có ABS luôn. Đấy, có ABS. Cái này nó cũng có chảy xước đấy, con này có chảy đuôi máy này. Đấy, có xước răm. Một cái chỗ này chảy nhiều này. Đấy, trên này còn tương đối. Đấy, có mấy điểm chảy đây. Đấy. Đấy, cùi tay này. Đấy, cùi tay chảy răm răm ấy, xước răm răm. Đấy, chân máy có vài vết chảy sơn. Đấy, có ABS luôn, hoạt động thì êm mượt. Cái này cối của nó, cái chỗ này nó hơi bị cấn cấn này, cái này thì cũng phải xử lý. Cái này cũng phải lấy cái giấy dám cọ qua đi thì mình ra dây nó đỡ bị sơ. Cái này thì nó hơi bị cấn cấn trên cái mép cối rồi đấy. Đấy. Nói chung là cối thì nó không bị oxy hóa đâu. Nhưng kiểu đây là chắc là nó vứt vạ vứt vật này. Đấy, nó cấn cấn trên cái mép cối này. Đấy, hoạt động ok, êm mượt, máy đổi tay trái phải ok. Đấy. Gạt cước ok đấy. Lăn cước sáng bóng. Daiwa Rigo Z size thực 3000 2500 IA. Các bác vào dây thì cước 3 vào được 150m. Con này các bác có thể lua nhái thật được luôn. Ratio con này có 4.8. Hàng made in Thái Lan. Daiwa sản xuất tại Thái Lan. Mã M6 nó nặng 325g. M6 này có giá 480.000. 480.000. Con này lùa thì cực kỳ ok luôn. Tiếp theo đến mã M7. M7 đây có con Daiwa. Daiwa Square Ferry Fire cái gì 3500 này, con này size thực 5000 ấy. Cước 4 vào 200m này, cước 5 vào 150m. Này cối carbon. Có chảy xước, có xước đây ấy, có xước vết như đuôi máy còn khá đẹp. Cấn nhẹ. Trên này lấm tấm vài vết xước ấy, này vài vết xước. Vết chảy sơn này. Đấy, chỗ này chảy tí này. Đấy, hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn, rất êm mượt luôn. Về ratio 4.8. Con này thì không có ABS thôi nhé. Đấy, con này thì không có ABS. Máy còn khá là đẹp. Đấy, size 5000. Đấy, nó ghi ở đây là ghi trên cối là có ABS, nhưng mà thực sự là quay thì không có ABS. Không biết nó có bị bết cái mỡ ABS không, nó chặn cái cò không. Con này em chưa tháo ra nên là cũng chưa biết được là nó có thực sự là nó có ABS hay không. Nhưng mà quay như thế này thì là không có ABS này. Đấy. Chỗ này có chảy chút này. Con này mã M7 nó nặng 355g. M7 này có giá 500.000 thôi. M7 500.000, con này các bác đánh lăng xê bao ngon luôn. China tem vàng thôi, con này made in China này. China tem vàng. Tiếp theo đến mã M8. M8 đây cũng có con Shimano Abeto 3000. Đấy, cước 3 vào 150m này, xài thực 3000 luôn, cước 4 vào 100m. Full carbon luôn nhé, thân carbon, cối carbon luôn, tay quay kim loại. Đấy, hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn. Đấy. Con này cũng có xước răm ấy, xước răm nhẹ nhẹ. Đấy, xước răm nhẹ nhẹ, con này các bác lua cũng ok luôn. Đấy, có ABS luôn này. Con này có ABS luôn nhé. Hàng made in Malaysia.
hàng made in Malai, cái ngoại hình có xước răm chút. Có xước răm ấy. Made in Malai. Đấy, hoạt động thì rất là êm mượt. Con này mã M8. Con nặng 325 g, con M8 này có giá 460 000 nữa. M8 thì 460 000, size 3000. Tiếp theo M9, M9 đây cũng có con Bando FM 1300 lòng Caspun, con này hàng của Suzumi ấy. Hàng Suzumi. Đấy. Phải Suzumi nhỉ. Chả thấy tên tuổi đâu nhỉ. FM Suzumi. Sierra Master. Hàng con này sản xuất Korea có nhỉ. Sản xuất ở Korea. 3 bát bearing. Cái cối này nó anốc này. Đấy, đấy. Anodized spool, cái cối này là nó nhôm, nó anốc này. Lăn cước bằng đá thôi, lăn cước bằng đá sứ. Đấy, con này trục đôi nhông đũa này, cái cối rất dài luôn đấy, cối cực dài luôn con này. Đấy, thân máy cũng rất là dài. Đấy, hoạt động thì ok, con này thì cũng không có ABS, hoạt động thì ok êm mượt luôn. Hàng của đâu Bando chứ, Bando của hãng Bando made in Korea, côn số luôn này, số là mã thôi, côn số là mã luôn. Đấy, lưỡi gà kêu đang tèng rồi. Con này ngoại hình nó cũng còn tương đối là đẹp. Đấy, có xước nhẹ, chảy xước nhẹ. Con này các bác câu lăng xê thì cực ngon luôn, trục đôi nhông đũa này, cối rất dài. Con này size 5000, đầu size 4000. Cước 4 vào 160m, cước 5 vào 125m, cước 6 vào 100m. Đấy. Thêm máy to này, cối này nó cối lửng nữa, nó không sâu hẳn, nó không nông. Đấy, trên cái bể, trong cái lõi cối này nó không biết nó làm cái gì, nó có cái vết xước ở đây. Đấy, như kiểu lấy dao hay lấy cái gì nó cắt dây sao, có cái vết xước ở đây, đấy. Chỗ này nó phải cọ qua đi này. Nó trong lõi cối thì không ảnh hưởng gì. Đấy. Made in Korea, đấy, trục đôi nhông đũa con này đấy. Cực khỏe luôn. Con này mã M9 nặng 440 g, con này có giá 400.000 nữa. 400.000, con này các bác đánh lăng xê thì hết bài luôn rồi. Cồn số. Tiếp theo đến mã M10. M10 hôm nay có con Alivio này. Alivio 2500. Con này còn khá là đẹp, cấn nhẹ một chút xíu đây. Gọi là hơi cấn chút chỗ này, còn ngoại hình không thấy có chảy luôn. Đấy, ở đây chỗ cái trên cái ốp này có vết cấn này. Đấy. Còn lại không, còn lại thì không thấy có chảy đâu. Đấy, con này đẹp, hoạt động. Đấy. Alivio 2500, con này cối sâu ấy. Cước 2 vào 170m, cước 2.5 vào 150m, cước 3 vào 120m, size chuẩn 2500. ABS. ABS made in Malai. In Malai. Này đời 2008 sao nhỉ? PCP là này đời 27 thôi, này đời 2 2017.
Đấy, máy đời khá là cao. Máy còn đẹp quá nhé. Đẹp, chỗ này thì nó bám bẩn này. Đấy, chỗ này lau rồi hết này. Trong cái kẽ này nữa. Tay quay còn khá là sáng. Rồi ratio 5.2. Này mã M10 nặng 260 g. Con này có giá 670.000. 670.000 Alivio 2500, hàng Malaysia xuất Nhật. Tiếp theo đến mã M11. M11 đây cũng có con Daiwa Tourmaline IRT. Con này sai thật nó 3.000, cước 3 vào 150 m, cước 2 vào 200 m. Daiwa IRT 2500 ABS này. Hoạt động cực kỳ là êm mượt luôn ấy. Hoạt động cực kỳ êm mượt luôn. Con này còn khá đẹp. Chỗ này cấn một vết nhẹ. Đuôi máy vẫn còn đẹp. Không thấy có chảy chét gì luôn. Gọi là hơi mờ mờ cái lớp xì này chút xíu này. Không chảy luôn. Trên này có một cái vết này. Vết gọi là chảy nhẹ chút xíu này. Lăn cước vàng khe luôn. Này cối sâu quá nhá, cối sâu. Bác vào dây ok này, còn này có cốt trợ lực bạc đạn cối luôn. Cốt trợ lực bạc đạn cối luôn, hai cái bạc đạn cối luôn. Tourmaline IRT, con này made in Japan. Made in Japan này. Trên chân máy này nó có xước, nó có chảy tí sơn này. Cái này do nó cài vào cái bát máy nó chảy thôi. Cái này là do cài vào bát máy nó chảy chút thôi. Đấy, cối thì đẹp luôn. Đấy, cối đẹp. Cái này là bằng dính. Đấy, cối đẹp, không vết xước nào thôi. Cối đẹp không vết xước luôn. Đấy, hoạt động cực kỳ êm mượt luôn. Này ratio 5.2. Dùng các bác lua. Này cối khá lớn coi, khối lớn. Này thu dây nhanh. Cực kỳ êm mượt nữa, made in Japan. Con này mã M11. Nó nặng 215 g. Con này có giá 1.800.000 thôi. Đấy, con này 1.800.000. Tiếp theo M12. M12 đây có con Daiwa Luviat. Daiwa Luviat 3.000, con này size dây 4.000 nữa. Cước 450 m, cước 3 vào 200 m. Size dây là 4.000, con này các bác có thể câu lăng xê được luôn. Nó đánh lục đầu cần được luôn. Đấy, một vết xước nhẹ đây thôi, vết xước nhẹ đây thôi. Con này ngoại tương đối đẹp. Tay quay có một vài lấm tấm này. Con này thì cái tay quay của nó, cái lớp cao su bên ngoài nó bị dạn đấy. Đấy, bị dạn, nó nhỏ keo đấy. Đây là cái lớp cao su ốp ở bên ngoài của cái này nhé. Cái loại này nó hay có cái cao su nó ốp ở đây này, nó hay bị nhiều cái nó còn rơi hẳn ra rồi, nhiều cái nó còn bay mất rồi. Cái này thì nó vẫn còn dính như đây. Đấy, nó nhỏ keo ở đây. Đấy, nó bị dạn cái cao su ấy, nó không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng của các bác. Về các bác hoạt động thì ok, để mượt đấy. Daiwa Luviat made in Japan. Luviat này Luviat Japan, không phải Luviat Malai thôi. Không phải Luviat Thái Lan nhé. Luviat made in Japan. Cột trợ lực bạc đạn luôn. Hoạt động ok quá nhé, êm mượt.
lăn cước ok, lăn cước vẫn lăn, lăn cước lăn ok luôn. Con này mã M12 nó nặng 245 g, con này có giá 2 triệu ấy. Đấy, con Luviat này có giá 2 triệu. Đấy, có vài vết răm răm rất là nhẹ. Hai 2 triệu con đấy quá bèo luôn. Tiếp theo đến mã M13, M13 con này thì con Olympic. Olympic à đâu Đài Hoa chứ, con này Đài Hoa Pan 1001. Lưỡi gà nó kêu nghe này, mà cá zip thì thôi rồi luôn. Con này có cốt trợ lực luôn ấy, cốt trợ lực luôn. Con này size khoảng 7.000. Con này thì cái lưỡi gà này nó có cái chặn trả ngược này. Đấy, nó chỉ gãy được chiều này thôi nhé. Đấy, nó không xoay ngược lại được cối. Đấy, nó chỉ xoay thế này thôi, không xoay ngược lại được. Hoạt động thì ok êm mượt. Đấy, cốt trợ lực size khoảng 7.000. Đài Hoa ngoại hình còn tương đối là đẹp này. Ngoại hình con này còn khá đẹp ấy. Form máy cổ, dùng cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Đấy, loại này các bác đánh lăng xê và câu ngâm hết bài luôn. Hoạt động thì cực kỳ lễ mượt luôn. Tay quay vẫn còn sáng ấy. Con này mã M13 nặng 450 g. Con M13 này có giá 600.000. M13 600.000, mọi thứ sáng đẹp. Tiếp theo đến M14. M14 đây cũng có con Olympic. Olympic Cadet. Olympic Cadet, con này nó mất cái tem bé bé đây nhá. Nó có một cái tem Olympic, chữ Olympic bé bé chỗ này, nhưng nó bay nó mất đấy. Con này cối carbon. Con này có cốt trợ lực luôn này. Đấy, con này có cốt trợ lực nhá, cột lớn luôn. Máy hoạt động ok đấy. Ok êm mượt. Máy ngoại hình còn tương đối, chỗ này có chảy sơn chút. Chảy sơn chút xíu đây đấy. Con này dạng form máy cổ. Đuôi máy có chảy chút xíu đây. Trên này rằm rằm lấn cấn chút. Đây. Đây. Lăn cước. Máy đổi tay trái phải ok ấy. Con này mã M14 nó nặng 505 g, con này có giá 520.000. 520.000, máy con này size khoảng 7.000. Size khoảng 7-8.000, cối rất sâu ấy. Cối to và sâu. Mặc dù nó ngắn thôi. Đấy, mặc dù cái đoạn khoảng này nó ngắn này, nhưng mà nó rất to và sâu. Này size khoảng 7-8.000, cốt trợ lực luôn. 520.000. Tiếp theo đến mã M15. M15 đây cũng có con Daiwa. Daiwa GS 1000RD, con này máy đuôi chuột nữa. Đấy, máy đuôi chuột, ngoại hình còn tương đối đẹp. Đấy, không có chảy xước gì nữa. Không có chảy xước thì luôn. Và nó cũ cũ thì những cái chữ này nó cảm giác nó mờ mờ chút xíu. Con này thân carbon, cối carbon luôn. Đấy, hoạt động ok mượt này, size 4.000 ấy.
cước 4 vào 150 m. À đâu, con này hơn. Cước con này size 6.000 này, cước 6 vào 150 m, cước 5 vào 180 m, cước 4 vào được 230 m. Size 6.000. Đấy, máy thì còn khá là đẹp. Không có chảy xước nữa. Trên cái cối này thì có răm răm một chút xíu, cái cối này nếu mà lau, cối này nếu mà rửa đi thì nó cũng sạch. Cái này thì lăn cước đẹp đấy. Máy đẹp, con này các bác cầu lăng C rất là ok luôn. Con này mã M15, nặng hàng made in Japan đấy, con này Japan luôn. Con này nặng 354 g. M15 này có giá 400.000 nữa. M15 này có giá 400.000. Máy còn rất là đẹp. Tiếp theo M16. M16 này có con Olympic. Olympic con này là con New Spark 250 này, con này size khoảng 8.000 nữa. Size khoảng 8.000. Vẫn còn tem rất đầy đủ. Lăn cước xứ màu hồng này. Con này thì không có cốt trợ lực nhé, con này cốt thường. Đấy, hoạt động cực kỳ là êm mượt, ok nhé. Đấy, êm mượt. Máy thì còn đẹp luôn này. Có xước nhẹ chút xíu đây. Đấy, một vết xước nhẹ đây. Đấy, nói chung là con này còn đẹp. Con này các bác đánh lăng xê hoặc là câu ngâm rất ok. Xài khoảng 8.000. Gạt cước ok. Những cái chỗ này vẫn còn rất là sáng đẹp. Này mã M16 nặng 540 g nhé. Con M16 này có giá 550.000. Tiếp theo đến M17. M17 đây có con Olympic. Olympic Lego LX5000. Con này size 10.000 nữa. Size 10.000 luôn đấy. Cước 6 vào được 300 m này. Cước 5 vào 370 m. Làm cước rất sáng luôn. Đấy, con này ngoại hình còn khá là đẹp. Đấy, có cấn nhẹ chút xíu đây. Thì chỗ này có vài vết xước nhẹ nhẹ, nói chung là con này ít xước, có xước chút ở chỗ này. Hoạt động êm mượt đấy. Con này các bác không thích kêu re re thì có thể tháo cái cỏ kêu ra được. Đấy, có thể tháo cái tiếng kêu đi. Đấy, hoạt động cực kỳ êm mượt luôn, tay quay thì to cho bá. Con này cào bao khỏe luôn, con này cốt thường thôi nhé. Cái dòng Olympic này đa số loại này đa số là cốt thường, không có trợ lực. Máy thì còn khá đẹp, cối kim loại. Đấy, xước sơn chút xíu, cối đẹp. Đấy, hoạt động cực kỳ lê mượt luôn. Máy đẹp ấy, mẫu máy đẹp, form máy đẹp. Đấy, có xước răm trên chân máy chút này. Còn tương đối đẹp. Con này mã M17 nặng 670 g. Ratio bao nhiêu ta? Ratio này chắc tầm 4.5. 1 2 3 4.2 thôi, ra tiêu 4.2. mã M17 này có giá 780.000. M17 780.000. con này dùng cho các bác đánh biển, câu biển hoặc là câu tra được, đánh tra được, câu ngâm, nói chung là loại này đánh cá lớn lớn chút. Xài 10.000. Tiếp theo đến mã M18.
M18 đây cũng có con Daiwa ST5 này. Daiwa ST5 con này ra tiêu 4.7. Chỗ này có vết xước này. Này, vết xước chân máy cũng có cấn cấn chút này. Đuôi máy có chảy nhẹ rồi. Con này chảy rất là ít. Cối thì đẹp keng luôn. Cối đẹp tuyệt vời luôn, sáng choang. Lần cước ok này. Dài qua Sportline ST5. Con này các bác không thích nó kêu re re, các bác có thể tháo được cái tiếng kêu đi. Hàng made in Japan. Size 10.000. Size 12.000 thôi, cước 10 vào được 190m này, thì cước 12 nó vào được khoảng 160m vậy. Size 12.000. Máy còn khá là đẹp. Cái dòng Sportline này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Rất mượt. Rất rất là êm mượt luôn. Này mã M18 nó nặng 680g, để 680g là có cả cước rồi ấy. Con này có giá 820.000. Tiếp theo đến mã M19. M19 đây cũng có con Anode XT8000, hàng Malaysia ấy. Con này sản xuất ở Malaysia. Con này có bác cầu cha, dùng cho bác đánh cha hoặc là đánh lục. Hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn. Anode 8000 Malaysia xuất Nhật. Con này thì như đời 2005 đến 2008 gì đấy. Con này có chảy xước không ấy. Chảy xước. Alo, con này đời 2013. Này đời 2013. Tháng 11 2013. Đấy, có chảy xước cơ nhá. Con này có chảy xước này. Đấy, con này thực ra nó đẹp thì nó phải trên 2 triệu. Nốt 8.000. Con này nó có chảy xước thôi nhé. Có chảy xước này. Chảy xước trên cái rotor này. Còn cái thân máy bên dưới thì còn khá đẹp. Cái đuôi máy thì nó vẫn còn tương đối nhé. Gọi là cấn cấn xước dăm chút xíu đây. Đấy. Nói chung cái thân máy chính này thì rất là đẹp. Cái rotor này thì hơi xấu. Chảy xước trên mép cối này hơi cấn cấn chút này. Nó cấn lấm tấm này. Thì cái này thực sự là phải xử lý hoặc là chấp nhận cho nó phai cái màu vàng này đi, để cọ qua cái mép trên này đi chút xíu là nó mi mượt được. Hàng Malaysia Anode 8000 này, các bác câu trà thì bao khỏe luôn rồi. Đấy, hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn nhé. ABS. Này mã M19 nó nặng 570g, còn M19 thì có giá 1.6 triệu ấy. M19 thì có giá 1.6 triệu. Đấy, tay quay cùi chỏ này. Tiếp theo M20, M20 nếu có con Ryobi Powerful 600GL, con này ra tiêu 3.1, con này dùng cho bác cảo biển. Cảo biển vừa chơi vừa sưu tầm nữa nhé, con này thì đẹp tuyệt vời luôn. Chỗ này xước một chút xíu, cái này nó do nó vận chuyển.
do nó vận chuyển nó bọc gói nó không cẩn thận lắm thì nó cọ sát vào nhau thì nó sứt những cái chỗ cái góc góc này chút xíu này. Máy hoạt động cực kỳ êm mượt luôn. Cái này size 12.000. Cước 12 vào 170m, cước 10 vào 230m, 3 bạc đạn. Ratio 3.1, trợ lực dây này, cốt trợ lực cơ. Cốt trợ lực to chà bá luôn. Máy thì siêu đẹp luôn. Cực đẹp. Con này không biết sử dụng hay chưa. Nguyên cuộn dây mới keng luôn. Nguyên cuộn dây mới keng xà beng luôn. Hoạt động cực kỳ mượt. Con này 3 chế độ này. Đấy, cái này kêu re re thì dừng ở đâu nó dừng ở đấy coi nhé. Đấy, dừng ở đâu là cái này nó dừng ở đấy. Các bác gạt lên giữa này. Đấy, thì khi các bác gạt lại thì cái này nó sẽ thẳng lên đây. Đấy, cái này nó sẽ thẳng đây thì các bác gạt ra ok nhé. Đấy. Đấy. Đấy, các bác cứ đấy, các bác cứ quay tay quay về phát là nó cái đường lăn cước này, cái đường cước này nó sẽ lên đây thì các bác chỉ cần gạt ra thôi. Đấy. Này nó dùng cho các bác để làm cho các bác ra dây cho nó tiện, ra dây cho nó nhanh, mình đỡ phải căn chỉnh. Cái này nó sẽ căn chỉnh sẵn cho mình nhé. Đấy. Đấy, còn gạt sang đây là chế độ 2 chiều này. Đấy, con này 1 chiều này. Máy siêu đẹp luôn. Này mã M20 nó nặng 795g. Con này có giá 1.1 triệu. Con này giá 1.1 triệu thôi nhé. Con này size 12.000 siêu đẹp. Cốt trợ lực dây Made in Japan. Tiếp theo đến mã M21. M21 đều có con Olympic Letgo V800 ấy, con này to bự luôn. Khủng bố nhất của mấy cái dòng Letgo V này. Đấy. Này ratio 6.2. Ratio 6.2 này, nặng 710 g. Con này có cốt trợ lực. Cái cốt trợ lực nó nằm ở trong này thôi nhé. Nếu mà tháo ra thì xoáy cái con ốc này. Đấy. Côn số luôn. Này. Côn số ratio 6.2, cốt trợ lực dây này. Máy thì rất là đẹp, 3 bạc đạn, máy khủng bố, size của 12.000, cước 10 vào 200m này, cước 8 vào 250m, còn này size cước 12 nó phải vào được tầm 170m. Máy còn khá đẹp, máy đẹp. Rồi lấm tấm nhẹ cái đuôi máy chút xíu thôi. Ratio 6.2, thu dây loại cá đủ bờ, kéo cực ngon luôn. Letgo V800 dùng cho bác vừa chơi vừa sưu tầm. Cái loại này không phải lúc nào cũng có đâu các bạn. Loại dòng 700 800 mà ratio 6.2 này nó khá là ít. 4500 thì Letgo V4500 thì nhiều, nhưng mà cái dòng 7800 này thì khá là ít. Đấy, cái tay quay nó còn tuột con ốc, nó còn chưa có vặn ốc vào cho mình. Này mã M21 giá 1.2 ấy, con này có giá 1.2. Ngoại hình có lấm tấm xước nhẹ chút, còn khá là đẹp. Xoáy tay quay rời gai gãy hết hơi. Giá 1.2 triệu.
Tiếp theo đến mã M23, M22, M22 đây em có con Daiwa RS 4000. Daiwa RS 4000C này. Con này còn khá đẹp, có xước nhẹ chút xíu đây. Xước nhẹ một chút ở đây. Đuôi máy. Đấy, con trên này còn đẹp này. Đấy, trên này đẹp không có chảy xước luôn, cối đẹp sáng choang nữa. Cối đẹp sáng choang luôn, không vết xước. Lăn cước sáng bóng. Lăn cước sáng bóng. SS 4000 thì con này size 10.000, cước 10 vào 175 m. Size 10.000. Tắt tiếng kêu. Bật tiếng kêu. Tắt tiếng kêu. Dòng này dùng cho anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Con này nhông đồng thau các bác nhé. Con này nhông đồng vàng chóe luôn. Máy khá đẹp. Xước chút xíu đuôi. Xước chút xíu. Này anh em vừa chơi vừa sưu tầm. Này mã M22 nó nặng 670 g, con này ratio của nó 4.4. Ratio 4.4, nặng 670 g. Con này mã M22 có giá 1.1 triệu nhé. Hoa văn rất là đẹp luôn. Hoa văn rất đẹp. Tiếp theo M23 ấy. M23 này có con máy ngang tay phải này. Máy ngang tay phải con này có vết xước ở đây. Con này hàng nó cũng sử dụng rồi nhưng mà nó còn hộp, full hộp ấy. Con này hàng nó cũng sử dụng rồi, có xước nhẹ trên này. Đấy, có một vết xước ở đây. Đấy, nó hoạt động ok này. Đấy, cái này là cái đo dây ấy, cái này là cái đo dây này. Đấy, đo dây. Đấy. Cái này là bám bụi. Daiwa, con này là con Daiwa. Daiwa Tana Sensor GS 35, con này chạy 2 bạc đạn. Cái này là chỗ lắp pin ấy, cái này cái lắp pin. Vẫn lên đèn, lắp pin vào là lên đèn. Có pin luôn. Hộp sách tựa lưa hết. Đây đây quả pin đây. Đấy, quả pin đây các bác nhé, lắp pin vào là vẫn lên điện. Đấy, lắp pin mà nó vẫn lên điện. Đấy, quay là nhảy thôi. Đấy, quay là nhảy dây này. Ratio 4.7. Con này ratio 4.7, con này thông số dây nó được bao nhiêu nhỉ? Đây, thông số dây cước 5 vào được 240 m này. Ở đâu? Đây là thông số dây tiết kiệm. Cái này thông số dây mát của nó là cước 8 vào được 200 m đấy. Đấy, cước 8 vào 200 m. Hộp túi sách. Hộp túi sách. Này mã M23 ấy. M23 con này có giá 550.000. Máy ngang tay phải thôi nhé, dùng cho các bác câu biển. Máy cơ nhé, không phải máy điện nhé. Con này là máy cơ. Năm trăm năm mươi nghìn.
Tiếp theo đến M24, M24 đây cũng có con Olympic Let's Go 400 VO. Con này còn rất là đẹp luôn. Đấy, nó có một cái vết cấn ở đây là do nó gập cái tay quay của nó để bên phải, nó gập xuống rồi nó cọ sát vào cái chỗ này coi nhé, nó cọ sát này nó có, nó tạo thành một cái vết vết sòn này. Đấy. Cái này là cho do gập cái tay quay vào đây. Đấy, hoạt động cực kỳ lê mượt luôn. Con này size khoảng 10.000. Cước 8 vào 200 m này, đấy, size khoảng 10.000. Cước 6 vào 270 m, cước 8 vào 200 m. Ratio 4.67, nặng 535 g. Con này hàng chưa sử dụng thôi. Con này là hàng chưa sử dụng. Máy còn siêu đẹp luôn. Made in Japan. Hộp sách túi đầy đủ này, nó còn đủ phụ kiện nữa. Đủ phụ kiện luôn này, độn dây này. Độn cước này, bọc cước này. Tiếp dầu này, túi này, sách này. Đấy. Hàng chưa sử dụng nhé. Rất là đẹp luôn, mới choang. Đấy. Nó có đây em báo nó có một cái vết này các bác nhé, một cái vết sờn này là do nó trước là cái tay quay nó để ở bên phải xong nó gập vào cho nó cọ sát vào đây này, nó có cái vết xước ở đây. Nó gập vào nhưng mà nó không không kê cái gì vào đây. Con này mã M24. M24 con này có giá 1 triệu 2 các bác nhé. M24 thì con này có giá 1 triệu 2. Xài thực 10.000, máy chưa sử dụng luôn. Tiếp theo M25. M25 đây cũng có một con Daiwa ST. Daiwa Sportline ST 5000 này. Con này hàng cũng chưa sử dụng đấy. Đấy, hàng chưa sử dụng, mới keng luôn. Con này có cốt trợ lực luôn này. Cái dòng ST 5000 này có cốt trợ lực này. Đấy. Size 10.000, cước 10 vào 175 m. Hoạt động ok êm mượt. Đấy. Đấy. Cực kỳ là êm mượt luôn ấy. Con này hàng chưa sử dụng. Size 10.000, cước 10 170 m, 175 m. Này ratio nó tầm 4.5 4.6 gì. Con này 4.6 là tiêu chuẩn 4.6. Máy chưa sử dụng luôn, siêu đẹp luôn. Này nó bám bẩn, bám. Con này hộp sách đầy đủ luôn. Anh em vừa chơi vừa sưu tầm này. Hộp sách đầy đủ, túi. Đấy, độn cước, bọc cước này, đấy có hai cái độn cước luôn ấy. Con này có hai cái độn cước luôn này. Tiếp mỡ, tiếp dầu. Tiếp dầu nó đâu ấy? Ở đây, đấy, có tiếp dầu luôn ấy. Con này mã M25. M25 con này có giá 1 triệu 4 ấy. Nặng 610 g. Nặng 610 g, con này giá 1 triệu 4. Đấy, tải mắc 20 kg. Đấy, 610 g. Nhưng mà nó chuẩn hết, nó chuẩn hết, cân lên đúng 610 g nữa. Nó ghi đây 610 g, ratio 4.7, tải mắc 20 kg. Mã 25, M25 giá 1 triệu 4.
Trên đây em có 25 mã máy, con nào chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285. Trước khi kết thúc video, một lần nữa em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác. Em chào toàn thể các bác.